về được xem chỉ là những đống lửa, những dự án ngồi ăn nhiếm này bố cho ăn nhiếm. Điều quan trọng là nhận vai trò và có chết có đầu có đầu để có thể bố trí lồng cách nguồn lực có đầu rồi làm sao đấy có đầu con có sợ không con sợ không con sợ đầu à có sợ không sợ hả thôi miếng cuối đi ăn miếng cuối đi sợ à sao tôi có ăn đấy nhá mẹ bố ăn nhá à bác ăn hả nhưng mà có đầu có đầu phải làm sao không sao hả không giảm không sao miếng tiếp trong lĩnh vực ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ. Nghiếm đi. Nghiếm tiếp. Nghiếm thôi. Chúng tôi nghiếm cuộc trao đổi với ông Chu Thúc Đạt, Vụ trưởng Vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ địa phương. Ngồi ăn từ từ. Khoa học và công nghệ. Không có đọc đâu, ăn đi. Ăn nhiệt tình. Chương trình dân tộc ở miền núi do Bộ Khoa học Công nghệ triển khai đã kết thúc giai đoạn 2016 và đang triển khai giai đoạn 2017. Mặt đơn đơn, không giống cái mặt xị ra như vừa nãy nghe. Trong giai đoạn hiện nay là gì không? Chương trình trong giai đoạn 21-25 trên cơ sở cái kết quả của hai giai đoạn 16-20 thì chúng tôi tập trung vào bố ăn đi. Chính sau đây cái bố đã tập trung và lựa chọn em bố nốt nhá triển khai đưa vào ứng dụng chuyển giao những cái tiến bộ khoa học đuổi cả ngoài ngoài anh kìa sướng kìa nhìn nó sản xuất cái bài trong sản xuất nghe sao trong cái lĩnh vực nông nghiệp nông thôn hướng đến là phục vụ các sản phẩm mà chủ lực.